vì nó dừng gian cải ma tổng công ty điện lực miền Nam có cố hến ao điện tài hung và trung hong lung kín rú dệt sờn gòn bóng he trụ trở quân khơ me thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Điện ma họt có choi giờ bông kín đai rú gòn trở quân khơ me đầy nho gần bên thái nà tà bản ná tà lùng mà bé kinh tế rú địa phương. Tỉnh Kiên Giang khai mi xếp giảm phân hỏi sâu chỗ hơn dần là chợ Quân Khơ Me, xã Đình Hòa, huyện Gò Quao, là xã biên hải Pom Me Quân Khơ Me Kiên Dũ. Gần ý quân dần du ấp Hòa Thiền xã Đình Hòa, Kiên Dũ cùng vùng Pom Me Tiền tăng bảy ma xa trà, hàng xếp chỗ hơn dần cùng ấp còn sử dụng đến tế công tơ chất lưỡng, điện áp tắm, bóng bóng trung hoang Kiên Dũ dệt dần, tay chớ dự an cấp điện hở Pom Me Khơ Me, đầy năm dệt. Ngành điện có mấy công tơ riêng ở mọi quân dân Pom Me có một mưng. Pom Me giúp gì giúp phùng sùng đắc háng, mì điện tài hung Pom Me có mì kinh tế đánh nhau gần hơn. Tỉnh các tỉnh Trác Vinh mi giảm xếp ép phân hỏi quân Khơ Me, các trăm PCP bắn cho hơn dần mì điện tài hung sử dụng. Xã Hàn Tân, huyện Trà Cú, tỉnh Trác Vinh, lò làng nghề dệt phu ngân lang hừng hy khổng quân Khơ Me. Gần ít Pom Me có dệt phu tay phang nữ, cây nỉ mít tiền sủ có chơi giờ dệt sờn té nghề dệt phu nỉ. Dệt phu ó đáy lại hờn cớn, chăn ngam hờn. Tay mất chảo đầy dệt tém mứ, có mướn hưng dệt đáy xong phân phu thôi. Cây nỉ mi máy dệt có đáy sáu. Khảo phú vâng luôn cố hén ảo điền ma hở Pom Me sử dụng giúp vùng sùng đắc kháng tăng cày cao vào khơn lúc vùng trời còn đang hơn nước cánh ngành điện tổng công ty điện lực miền Nam mỏng con hồ phân mà phe kinh tế địa phương nho dùng bông kiến đê xuống hở quân dần phải chứ hòn an ninh chính trị số địa phương bừng nằm